Chị nhớ cái cách khóa cổ nha. Ừ, lên lầu luôn em. Hai bạn luôn mà ta. Còn bạn Huyền nữa. À gì bạn cho bạn Nam là ở dưới đây rồi. Mấy nữa hai bạn kia lên lầu. Tại vì mưa. Bạn ơi kia là cái gì đổ cắm hả? Là chung. Dạ ha. Mày nói chi
Đứng đây lại đi. Cho em một cái đèn cho được. Ừ. Yeah.